dung ý trùng cứ tìm mông nói chào đài tăng sơn thành chẳng xính lào ca lì chuyển mục nã thoảng trề dầu chúng bao cứ tì quang sinh đổ say khinh thầy truyền mục nung nà giáo ít thà mông chỉnh hà lộ chi quang mặt trận lê tề hùa tổng hấu lô sở trinh bùa nà phỉnh căng trang trình giáo giảng thẳng hà lộ chi quang mặt trận tổ quốc tề cấp lê dình vử hấu công trù trao phèo tạp láo cổ phể ha tạp láo phể thông tề cấp giáng chúng ao cha lình hình cầu y ao cha lình hình cầu trâu lỡ số trinh tu thì tờ uôn tề mà phải nghị hiệp thường giả tỷ ao giá tờ phàm tình hình ứng cử tạp láo của phể khóa cầu trầu ha phể thông tề cấp dáng trùng ao tra lình hình cậu y ao tra lình hình cậu trầu giao băng thường trực về băng mặt trận tổ quốc trên nàng giữ giữ giá sáu lỗ hồ lô pây lì trùng ao tra lình hình cậu y phể nghị hiệp thường giả tỷ ao qua danh sách tình hình ứng cử tạp láo của phể số cầu sư ha phải thông số đơn tịch cấp nhiệm kỳ ao cha lên gạo y số ao cha lên gạo cho giờ băng thường trực về bang mặt trận tổ quốc Việt Nam chú Choang tư tảng mộng chu nông cầu chùa lúc bây thì trong ao cha y mà giờ phải nhị hiệp thường giả thì ao tàu chú chùa hú sự trên từ nông cầu chùa lúc bây thì trong ao cha lên y dù nông cầu chùa lúc bây thì trong ao cha lên gạo y chỉ trong chùa công sở thảo lệnh qua bê tệ nình ứng cử tạp lão của phê số cầu dư, ha phê thông số đơ, tệ cấp nhiệm kỳ áo xa lên nền gạo y, dù áo xa lên nền gạo trao. Thông dì chỉ hỏa rút dư, do dì chỉ ngờ tính nhậm, hú cử chi đỡ chơi nhau, biến thủ nền tàu chức quan rút dư tăng về hạ tờ ứng cử. Nền chỉ trí ứng cử, do dì chỉ cử chi đỡ chơi qua công sự, làn sự đỡ chơi qua hư lửu. Công chủ cho phư trùi chỉ bùa hố lô cha nhiều xung xung ao cha linh hình gợi y. Giao mặt trận tỷ cấp khi sử dụng tư dịnh tàu tàu thu nội dung. Sau bây giờ tư tỷ đại gia hố tàu tư trang trình tra vì nền bùa xung ao cha linh hình gợi y. Bang thường trực về bang mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng lạc kia tư tử trang chỉ hòa phanh mùng khơ cho dạng khá tư tả mặt trận Tổ quốc tây xỉnh thị xã nạc kia quân rưu chế nổ mùng chúa nông cơ cho giảng chú gì bùa hồ sự nào ra nhau rào sàng ra vì nông bùa cấp sánh sống ao xa lên nông y đầu tài khoản băng diện tổng quý vì nông bùa giờ về băng mặt trận tổ quốc sánh quản lý đồ chéo trả sau bao tỷ để trả mặt trận tổ quốc sánh tiêu thụ bao bùa bao chợ bao rào đại trà phanh trụ tề thành viên băng diện tổng tề đoàn thể chính trị cha cha mù chí trâu tê bùa nhau giáo sản hô sư nào cha nhu sông cháu cha cơ chó mà cháu chúa nông tổng ha băng trang nà thôn cha nhau sự trinh thầu công vĩnh tổng dĩnh ha u kiên trù phanh phai tì hấu dù băng mằng trù công dù phẳng tắng mau của cậu chùa tư tàu mặt trận tây cấp sự chỉnh ổn dùng. Sự chỉnh thầu công sự diễn tổng ha a, quan trụ ha phanh tề giảng uh, dù ban chủ công sự phản táng mau của vi cầu chùa tư tàu mặt trận uh, tề cấp sự chỉnh dông và lỡ lưu lù hu trình tổng uh, toàn hình giáo băng chủ phản táng mau của vị cầu chùa thâu cao trong áp sát lên hình cầu từ mùa y cha chi quang chủ chủ doanh nghiệp toàn hình, nhau hữu sinh bằng chữ y hoặc cho trả bằng chữ tàu mà giờ sang tỷ y bò trả đại trả sai đồ cho trả cơ dành tàu ban thường trực về bang mặt trận tổ quốc sinh từ hà quả, mua y hoặc cho trả lưu trú ở sở di sinh quần đồ tề chi quang phanh đồ tề toàn hình cử nhau rào sàng hữu sinh hồ chế nổ thăm miêu cho sánh mùa cho giả dạ, cho dình di sinh dòng trò cha lũ phản tám mau chúng bao cứ tin mong má chùa mặt trận tổ quốc tây cấp lê dình vử hấu nổ cha phèo hồ lu sở trinh thầu chi quang hà tư chứ tổng sở trình tây dài hiệp thường sái phá hà lộ tây ninh ứng cử tạp lão cổ phệ ha tạp lão phệ thông lỡ quy tình Quang sinh chủ công chủ tự tạo, kha trù băng công chủ mặt trận, sự chỉnh lỡ quy tình lộ bá hà chủ tình hình đàm bày nhau sở sẵn, tạo ứng cử ua tạp láo phải thông cấp sủy. Nổ giữ sự hiệp thường hà lộ tình hình ứng cử tư quang sinh, chủ nổ tăng báo tình hình ứng cử giáo bù, hai giáo nình mình sử, lỡ thì chỉ hùa tư thị tở, nó dễ phỉnh lọt sự quan trọng cha tờ bê tình hình ứng cử tạp lão của phể ha tạp lão về thông tề cây. dúa tăng báo lộ tôn hình tư sử tăng báo lộn tới tể cha chầu lo chính ua tạp lão. ô tá cũng dù hiệp thường già tỷ y nên gặp lâu chi quang tăng vị đoàn thể giữ từ chờ nhau giao đảng ủy về bang phường bình minh quản lý, hạ trình ô tá nổ Hà tờ bây tình hình ứng cử trăng chua phể thông phường, giáng chung ao cha linh hình cậu y, ao cha linh hình cậu trầu. Cha công chủ na tàu sửa chỉnh hủ kế chè, tăng báo lỡ lớ... quy tình. Về bang mặt trận tổ quốc trên hàng phường bình Minh tút sở trang tỷ văn bản, giữ từ phê nghị, hà mình, kha lô tỷ bằng hùa sửa chỉnh lỡ lớ... quy tình về băng chào phèo nhau hú phường, tu thị tờ ở bằng hùa khá lô nổ ua lìa sư, trôn nình cầu y tù tạp láo. Tàu phanh phai hà tở che ứng cử, phể thông phường, dẫn chung ao cha lình nình cầu y, ao cha lình nình cầu trâu. Đối với các cái số lượng thì hội đồng dân phường là được 21 đại biểu. Trong đó thì trước hết là để đảm bảo được các cái cơ cấu số lượng thành phần, thì cái việc đầu tiên đó là phải đảm bảo những cái người dự kiến được giới thiệu cha ja, tăng báo cơ cấu cho thành phẩm là thờ giả giao ninh chỉ sản tao chăn cho ứng cử phải thông suốt đơn tịch cấp do tăng báo hủ rủ lao chính lao chính rủ quy định hu ký chạy phân lý chủ gì tê thủ cơ dư tao hạ tăng báo lục cơ cấu thành phải cháu toàn hình lòa, cháu nhàn rau đả, gieo tính trù tể chờ toàn hình nhau để chú số đơn cha chờ tể tổ gia công chức nhà hú chi quang hú phượng. Lớn rải biên bản hiệp thường già tỷ y hấu về băng mặt trận tổ quốc diên nàng ca, thường trực phế thông nạ ca lào ca, tư ua kinh về băng nạ ca, băng giữ từ thành ủy, băng thường trực về băng mặt trận tổ quốc nạ ca giữ dư chứng chùa ha kha phệ cha ja thông y ha tờ bây dì cháu bê nình ứng cử tạp láo phệ thông nạ ca khóa nình cậu giáng chung ao cha lình nình cậu y ao cha lình nình cậu trầu tăng báo lùa tôn nình ha trình phỉnh tư xử liền tới tỷ hú cao dung khể tình hình ô hấu tỷ chi quang quản lý cổ chùa chùa tình hình ô hấu tỷ chi quang khối đảng đoàn thể lô tê tạp láo phải thông tê lô phường dẫn chung ao cha linh hình cậu y ao cha linh hình cậu trầu nhau nả ca tư tàu lớn rải hấu dình ninh nhau tờ tê lô xã phường tàu sái mà giao bây bùa trâu triệu trâu tù tập láo tình hình tàu hô tùa ứng cử thâu giải hiệp thường gia tỷ y mà giờ y cha linh bây triệu dị tù gần nhất đây là sẽ tập trung và hướng dẫn để cái quy trình hiệp thương của hội đồng nhân dân thành phố của hội đồng nhân dân xã trẻ trong kha quy trình hiệp thương phải tổng số đơn là kia sở phường trẻ trong, trong giám sát giữ tạo mặt, mặt trận nào, cấp hú trí về băng bầu cử đồ cấp sơ chỉnh chức, chức năng, năng nhiệm vừa hú chủ cha mùa sự trinh hủ đồ cơ lộ trình quan đồ cha thẩm định lộ chỉnh sửa xác minh lũ lì sư hô tệ tổ nên ứng cử phải thông số đa tịch cấp nhà sau chứng nhau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở trên địa bàn. Nhà chỉnh Bảo Yên, công tư hồ cha phèo tạp láo của phể ha tạp láo phể thông tề cấp, dánh chúng ao cha linh hình cậu y, ao cha linh hình cậu trầu, tư hạ chỉnh tàu khai sở chỉnh dùng. Trình về Bảo Yên tư trình lì băng trở tạo, về băng chào phèo hối trình, sở trình khai sở trình công tư chào phèo lù cơ cấu trình phỉnh ha phinh phai tề tạp láo phải thông cây trình mà giá sái thở bây chiều tư thủ tạp láo cây sủi sái thở bây bùa chân chiều thủ tạp láo nhon đờ cầu trang lút sủi lúa ca sở trình cung dụ hiệp thường già tỷ y cấp trình giá thông y tàu tỷ nình tàu hà cha ứng cử tạp láo phải thông cây trình mà giá ít bùa lình plau thủ tạp láo cây sủi mà giàu Y cha lĩnh chùa thủ tạp lão thì qua kiểm tra giám sát thì chúng tôi đã phối hợp với hội đồng bầu cử của huyện Bảo Yên và các ban ngành thể. Thầu chứng thỏa giám sát P tự hoàn đồ về băng bầu cử xin. Tư mục giám sát y tra giám sản đầu cao mà phụ giám sản sự xin rông tam báo công sở hiệp thương hạ tốt làm bảo cử sự trinh công việc dù tiến độ giá trị rảnh lịch sử thông thu sánh đồ sự trinh quy định giới thiệu ứng cử thì cũng đảm bảo đúng theo quy định của luật và đảm bảo thời gian quy định. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy. Sự chiến chủ bê trá hàn được ban, bảo ban bảo thường vụ công sở lãnh đạo dự, dự tạo bầu cử đảm báo tiến độ sự trinh chỉ hoạt bê tư thành lì tê tiểu ban tăng báo lũ công sở sinh soạn dù bụi nhỏ số đời tăng báo chỉ nhang trật tự cho rằng cha giả dạ, bầu cử và qua tàu, tàu công. thành công công sự hiệp thương đủ cơ cấu thành phỉnh, giáo ninh ứng cử tạp lão của về số cầu sư hai tạp lão phải thông số đơn tịch cấp nhiệm kỳ áo xa lên mình gạo y đồng số áo xa lên mình gạo trao nhà hữu ban thường trực với ban mặt trận tổ quốc cấp sánh cấp chỉnh, cấp sủy nhà sau chờ sánh tự qua tàu đủ quy định để cho cuộc bầu cử diễn ra thành công công chủ hiệp thường gia tỷ y lộ cơ cấu thành phỉnh tình hình ứng cử tạp láo cổ phể khóa cậu chơ hát tạp láo phể thông tây cấp giáng trung ao cha linh hình cậu y ao cha linh hình cậu trầu hầu băng thường trực về băng mặt trận tổ quốc cây xính cây trình cây xuể nhau trường xính tư ô tá hố nông xa chùa lộ ao lì chúng ao cha linh hình cậu y hú cao phể nghĩa cây xính tư thông y ham bay nình cậu y linh tạp láo cổ phể khóa cậu chơ hai y hùa tê tạp lão về thông dinh hình xính lào ca khóa cầu trầu dẫn chung ao cha linh ninh cầu y ao cha linh ninh cầu trầu tàu sái mà giàu chưa chiều chưa thủ tạp lão lao thầu cao băng thường trực về băng mặt trận tổ quốc trên nàng xính lào ca tư tứ dự phệ nghị Kha, Hà Lộ tình hình ứng cử hai ối Liệt Sư ứng cử tạp lão cổ phể khóa cầu trơ, tạp lão phể thông dinh hình xính khóa cầu trầu, giáng chung ao ta linh ninh gầu y a ta linh ninh gầu trâu lỡ cao ý tù trị lộ ứng cử mà tăng tàu ùa y phử liệt sơ ứng cử ua tạp láo phệ thông nhau tờ ao cấp hấu y giáng trùng giao mùng trao liệt sơ ứng cử tạp láo cổ phệ mà tăng tàu ùa y phử liệt sơ ứng cử ua tạp láo phệ thông nhau y cấp có khi có cái nhân sự được giới thiệu ứng cử đến tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân các cấp ấy thì sẽ thao dính tao nhân sự hạ tờ ứng cử mà tê ứng cử viên giá trao lý sư cá nhân p xanh rù lý sư, của... sư nhau hú phải thông bầu cử của chua kha cha khi qua nhau chi quan tăng về giáo sản sở nội vụ chi quan thường trực hú về băng bầu cử sánh mà từ ừ, hạ tờ tới mẫu ta. lý sư nhà sao trang thông tin điện tử nhà hồ sơ tra ứng cử viên tại lộ, lộ và tăng báo đủ thông số ban thường đúng trực đúng về ban mặt trận tổ quốc việt nam xin lạc kia từ chủ trì phải nghỉ kha hà tử ninh ứng cử và lý sư ứng cử tạp lao của phải số cộng sư tạp lao phải thông số đối sánh số cầu trao thì ngoài cái việc tổ chức các hội nghị cử tri thì ban thường trực mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động. Đoàn phải, phải nghĩ à, xứng xứng cử tri mà mặt trận tổ quốc tịch cấp cho dù sinh tròn diện tổng số đơn mua vành chỉ trong sự chuyển dòng nhiệm vừa trình lý hú diệu chăn cho giám sát trình cho hòa tổng hú về bang bầu cử cha khi sự chuyển dòng nhiệm vừa bầu cử cụ phế ha phải tổng số đơn dù nó cha hòa tàu dòng hú mặt trận tổ quốc tịch cấp hoa dòng lửa công sở sang chính quyền lo chính sa đùa hấu già cho phèo, mày giao sái tờ tình hình ứng cử, mua chầu đảng dù, cúng phình dù lô ua tạp láo, phệ thông hát tạp láo tây cấp. Vì lê, mua lớn nổ chứ dư tỷ phệ nghị hiệp thường, sái tờ tình hình ứng cử tạp láo cổ phệ hát tạp láo phệ thông tỷ cấp, mà mặt trận tổ quốc tây cấp, hà sở chỉnh dùng nổ chiến chùa, chỉ trí chứ dư Tây thoang chiến chùa sở chỉnh tỷ cung dù cháu phèo bù chua tê ký khứ hấu thầu khi sự chỉnh cung dù cho phèo như hú trời nhau cha mùa bằng hùa treo hà khờ phủ chùa cha tăng báo tru nổ cho phèo tàu dình chứ chúng bao cứ ti phương chứng mông báo chùa đài tăng xuân thành trạng dính lão ca lê truyền mục nã thoảng chế nung nà dù nó tốt sầu u chầu chúng bao cứ ti tư quang sinh rổ say phùng cứ ti nhau dùng